OK, so sánh của này này, đây dương mà thưa ca review hero White Zio. YCA ហ្នឹងហើយដែល Hero YCA ដែលមានតម្លៃ $30 នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេង Hero នេះបានណា Hero YCA YCA នេះគឺមាន item ខ្លះ OK, đây là item hero để mình tải $30 nó pay là nẹt ngõ thì tính tốt được tụi bạn item từng ngõ thì thay đó nè tả là dùng mười ngõ này. OK, stone chia tập hết bạc cụ bột ở sải sập này các bạn bột purple tại vì để cất lên stone đặt stone ở AP tam top x chat speed 4 áo bột purple cao bột muối bột ở miền Bắc Tây tên là bữa cọp rồi cứ mà rồi phải bình tam đó nè hay chấm po chat cứ chỉ vào pet chat mỗi đài dân tình bị sọt tới một tuần phải chỉ một rồi gỗ chẳng ở một cú ở tập pi rồi gỗ đấy nè. OK, chấm po tập tố cứ chỉ vào pet tập tố là mỗi strength về thi. OK, cứ chỉ vào pet tập tố strength về thi tam đó tay nhau mà đang ở tàu cho mỗi đồng phạm YCA thì họ tới rồi nhau mà đã lên YCA đã và vai gió nhau đằng rồi lập lên bằng class chẳng là thả bài dễ cứ sơ đồ thêm đó nè. OK, chấm po hả sập pháo cấp ba sập pháo phai là mình cứ làm buồn vẽ phía đối thì mới học của mỗi phía đối thì pi học và phía đối thì bài học mỗi phía đối thì muốn cứ học sập làm mỗi chồng hay học tầng o món này. OK, chấm po hả ba là pi ao và pi khao và pi phai là bạn học miên tê. OK, hệ đó đi miên tê bay pón thì bẻ bả pad mình mở up 6.718 ណា hero 6 អត់ up 7 level អូខេ នេះជា item ក្នុង hero របស់គាត់ ចឹងមាន support តែ golden cicada មួយក្បាល ទេណា chat នេះគឺ chat សម្រាប់ slide skill point silver កំផុង មានតែ 60 ទេ កៅក្រៅ មានតែ មួយ ឈុត ដែល គាត់ ពាក់ ហ្នឹង ឯង អ្នក ទាំង អស់ នេះ ចឹង hero នេះ មក យើង មើល ទៅ គឺ item តម្លៃ $30 ដោយសារ thì mỗi cứ đường bạc cú thì pi cứ ta tố thì bấy cứ bập nè trong bài dân cái lấy mới tóc cứ ai thêm bập bắn nắng nè hay nó không ai thêm kịp phớ nhưng cái tháp hai chia mình chia miên tràn và màn té sai đến giờ sai bạ dáng rồi thường dừng tích nè sai bạ dáng sai đến bây giờ tên nòng sọp nắng im thắng này nhầm chia ba đá bàn tay tam thầm na bài dân cho lên sai tiêu tên mà PVP nè PVP này thế sai PVP bộ chiêm bộ cắt speed bộ ấy chẳng là riêng lươn chiêm à này rồi sai phải giá những đang speed 10 thấy nè và sai dương vô PVP mà speed 30 chẳng mà dương vậy sai PVP thì em chiến chẳng nè nhóm cái ta ai thêm việc phơ con mình chỉ miên ấy mà thấy hero đấy còn một trận đó đấy trận ai pl trận mình là tì. OK, này chỉ ai thêm kịp phơ bằng con ta bây giờ cái này mới tao được miên ấy của đi thế. OK, cứ ai thêm tập sắm hết nè chẳng ở hero đấy nhóm loại trầm tại lại $30 tê tại bản thân chỉ cả này để nó chạm vào làm cho hero đấy thì ta có thể ai thích cá chăn không phê tầm bảy thưa cá tên hero này bán. OK, à con bye bye.